Xin chào tất cả các bạn. Hàng thì vẫn đi mỗi ngày, tuy nhiên thì lâu lắm rồi Trang mới lại làm video về lan khử mùi Skion. Đơn giản bởi vì là quen khách rồi, bán hơn 4 năm nay rồi và đã làm rất là nhiều video up YouTube rồi là up lên các kênh các kiểu luôn. Đấy, cho nên là không đăng bài mấy, cũng không thấy đăng video, mọi người cứ tưởng là Trang không bán nữa. Tuy nhiên đây vẫn là cái sản phẩm mà Trang phân phối chủ đạo các bạn nhé. Lan khử mùi Skion, hàng nhập khẩu Mỹ. Đấy, như là các bạn cũng đã thấy rồi đấy, thì tác dụng của nó rất là vượt trội và khách nào dùng cũng ưng, khách nào dùng cũng thích và khách nào dùng cũng giới thiệu cho những người mà có nhu cầu. Thế nên là Trang rất là thích cái dòng sản phẩm này, nên là gắn bó rất là lâu, hơn 4 năm rồi, 4 năm rưỡi rồi. Đấy, hàng ở bên Trang thì nhập trực tiếp công ty và bán giá niêm yết công ty các bạn nhé. Khi các bạn mua số lượng thì có thể giảm một chút, tuy nhiên thì cũng không giảm được nhiều lắm đâu, bởi vì là hàng chuẩn công ty nha các bạn nhé, nên không được lãi nhiều đâu. Đấy, lăn khử mùi Skion thì như các bạn đã thấy là nó có tác dụng khử mùi rất là hiệu quả đối với những mà bạn bị hôi nách ấy, lâu năm hay là mới bị. Đấy, khi mà chúng ta lăn vào thì cái cảm nhận đầu tiên là rất là khô thoáng. Sau khi tắm thì chúng ta chỉ cần lăn duy nhất một lần thôi là cả ngày hôm sau khô thoáng tuyệt đối và không cần phải lăn lại, dùng rất là thích. Mùi thì cực kỳ là dịu nhẹ. Đấy, khi mà chúng ta lăn vào thì cảm tưởng như là không lăn luôn, nếu mà không để ý thì sẽ là như vậy đấy. Ở như các loại lăn đang bán ngoài thị trường thì mùi rất là nồng nặc. Khi mà chúng ta lăn thì có thể là chúng ta sẽ không gây đâu, tuy nhiên thì những người xung quanh ấy, những người xung quanh chúng ta có thể là họ đang rất là khó chịu với mùi đấy đấy. Thế nên là các bạn cũng không ham hố gì là mùi thơm nọ thơm kia. Mùi này nó thơm cực kỳ là nhẹ và thơm mát. Nói trắng ra là những người nào mà mũi không thính ấy, là không thể nào mà nhận ra mùi đâu. Nhưng mà quan trọng là vùng nách của chúng ta luôn luôn khô thoáng và luôn luôn thơm tho. Đấy, cái điều vấn đề cốt lõi là ở đó đấy các bạn ạ. Khi mà sử dụng lan khử mùi Skion thì nó không gây bít tắc lỗ chân lông, không gây dị ứng. Đấy, cũng nó không làm khô hay là ố vàng nách áo như các loại lan khử mùi bán ngoài thị trường. Đấy, ngày xưa thì Trang cũng dùng rất là nhiều loại lan khử mùi. Tuy nhiên thì nó toàn bị cứng ở cái nách áo thôi. Thì khi mà chúng ta dùng ấy thì nó sẽ làm ố vàng nách áo, nên là những áo nào ấy mà màu sáng thì rất là dễ nhận ra màu ố vàng. Thế còn khi mà sử dụng lan khử mùi Skion thì sẽ không làm ố vàng nách áo của bạn, sẽ giữ cho vùng nách của bạn luôn luôn khô thoáng và nó sẽ khỏi theo thời gian các bạn nhé. Chứ không phải là các bạn lăn một phát là nó khỏi luôn, không bao giờ có chuyện đó các bạn nhá. Đấy, nếu mà lăn một cái khỏi luôn thì các bạn chẳng cần phải đi cắt tuyến mồ hôi hay là đi can thiệp phẫu thuật phẫu thiết gì hết. Đấy, nên là cái đấy thì Trang trao đổi thẳng với các bạn là vậy, nó sẽ giảm dần và hết theo thời gian các bạn nhá. Đấy, Trang bán hàng lâu rồi và tư vấn rất là có tâm, sản phẩm như thế nào thì nói như vậy và không bao giờ khuếch đại cái công dụng của sản phẩm lên cả. Thế nên là mọi người rất là tin tưởng và mọi người giới thiệu khách cho Trang rất là nhiều các bạn ạ. Thế ai đã mua từng mua hàng của nhà Trang thì cũng biết rồi đấy. Thế thì nếu mà các bạn cần thêm thông tin gì về sản phẩm nhé, các bạn có nhu cầu đặt hàng và các bạn cần tư vấn gì sâu hơn về sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Trang qua số điện thoại 0981918651, và các bạn cũng có thể inbox trực tiếp Zalo cho Trang qua số điện thoại đó. Và mình là Dương Thu Trang, đã từ lâu lắm rồi, rất là nhiều bạn đã quen thuộc với cái tên này đúng không ạ? Mình là Dương Thu Trang, Trang No Skin các bạn nhé, Trang Skion. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Xin chào các bạn.